Đây là một bộ sản phẩm rất là tuyệt vời, bởi vì cái thành phần chính của nó chính là yến xào và sữa non. Như chúng ta đã biết, yến xào thì là một trong những nguồn thức ăn vô cùng quý giá, có rất là nhiều axit amin, mà không phải là một sản phẩm nào, một thực phẩm nào có thể đầy đủ như vậy. Với yến xào thì em bé có đầy đủ các cái lysine. Lysine chính là một trong những enzyme giúp cho kích thích cho hệ tiêu hóa, giúp cho em bé ăn mau hấp thu và mau đói cũng sẽ là nhiều hơn. Ngoài ra trong sản phẩm thì có cả sữa non. Sữa non chính là một trong những cái nguồn kháng thể vô cùng quý báu. Nhờ có những cái globulin này, nó sẽ giúp cho các em bé có thể chống được bệnh tật. Khi em bé bớt được bệnh tật thì em bé cũng sẽ tăng cân hơn, bởi vì ốm bệnh tật chính là một trong những nguyên nhân khiến cho em bé hay bị ốm, hay bị giảm cân. Ngoài ra trong sản phẩm còn có các insulin. Đây là một trong những cái thành phần chất xơ giúp cho em bé có thể giảm được táo bón, giúp cho em bé ngon miệng, tăng cân. Còn thật sự là đây là một bộ đôi Vicolot là rất là tuyệt vời, được sản xuất ở Việt Nam và rất là phù hợp với cái thể chất của con người Việt Nam, hiểu được tâm lý của các ông bố bà mẹ. Thay vì chúng ta phải nhồi nhét cho con quá nhiều thì những sản phẩm bổ trợ như thế này sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho con. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.